xin kính chào quý vị, quý vị đang đến với chuyên đề thế giới sự kiện trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật khác trong tuần. Với 38 phiếu thuận và 2 phiếu chống, thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tăng cường trừng phạt nga vào ngày 27 tháng 7. Tổng thống Donald Trump có 10 ngày để quyết định sẽ phê chuẩn hoặc phủ quyết dự luật này. Brazil đã ban hành một kế hoạch tăng tiền thuê đất khai mỏ thêm 80% trong nỗ lực tăng nguồn tài chính cho chính phủ, giảm thâm hụt ngân sách nhằm thu hút thêm đầu tư nước ngoài trong bối cảnh kinh tế phục hồi yếu kém. Ngày 25 tháng 7, Hy Lạp đã phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm lần đầu tiên sau 3 năm. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy nước này đã sẵn sàng trở lại thị trường tài chính sau khi cuộc khủng hoảng nợ trong nước dự đi hướng tới chấm dứt gói cứu trợ tài chính từ EU. Các bộ trưởng ngoại giao EU và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhóm họp tại Bruxelles hôm 25 tháng 7 Vất chấp việc cao ủy đối ngoại EU miêu tả cuộc gặp có tính xây dựng và đầy lạc quan, cân thẳng đã gia tăng trong bối cảnh hai bên mâu thuẫn về việc xúc tiến giai đoạn mới trong quá trình thổ nhĩ kỳ gia nhập khối này. Bộ trưởng môi trường Anh cho biết nước này sẽ cấm bán những chiếc ô tô mới chạy bằng xăng và dầu diesel kể từ năm 2040, nhưng một phần trong kế hoạch lại bỏ hoàn toàn loại xe này trong 10 năm sau đó. Thưa quý vị, đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và các nước vùng vịnh Ả Rập bùng phát. Đến nay, các bên vẫn chưa thể tháo gỡ những khúc mắc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng. Phần tổng hợp ngay sau đây sẽ giúp quý vị có cái nhìn tổng quát về những diễn biến của cuộc khủng hoảng ngoại giao này tính đến thời điểm hiện nay. Bất chấp các nỗ lực kêu gọi hòa giải của cộng đồng quốc tế, Căng thẳng ngoại giao tại vùng vịnh giữa các nước Ả Rập và Qatar vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Sự việc bắt đầu vào ngày mùng 5 tháng 6, khi bốn quốc gia gồm Ả Rập Xê Út, UAE, Bahrain và Ai Cập đình chỉ quân hệ ngoại giao với Qatar, triệu hồi các đại sứ của họ tại Doha, đồng thời đóng cửa không phận với Qatar và yêu cầu các công dân Qatar hồi hương. Các nước trên chỉ trích Qatar ủng hộ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, song Doha kiên quyết bác bỏ cáo buộc này. Ngày 23 tháng 6, bốn nước Ả Rập đưa ra bản yêu cầu gồm 13 điểm mà Doha cần thực hiện để giải quyết căng thẳng ngoại giao. Qatar đã bác bỏ 13 đòi hỏi này vào ngày 25 tháng 6 với lý do đây là các yêu cầu không hợp lý. Ngày 18 tháng 7, các nước Ả Rập đã xuống nước khi giảm bớt các yêu cầu với Qatar từ 13 xuống còn 6. Kuwait không tham gia cùng các nước trên trong chiến dịch tẩy chay Qatar mà ngược lại còn đứng ra làm trung gian để tìm một giải pháp hòa giải giữa các nước Ả Rập và Qatar trong khi Mỹ, Đức và Pháp kêu gọi đối thoại giữa các bên liên quan. Nga tuyên bố sẵn sàng nỗ lực làm trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng nếu nhận được yêu cầu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng vừa có chuyến thăm Qatar, khẳng định sẽ sát cánh bên Qatar trong mọi hoàn cảnh. Trong diễn biến mới nhất, ngày 25 tháng 7, bốn nước vùng vịnh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã bổ sung thêm 9 đơn vị và 9 cá nhân vào danh sách cấm vì liên quan đến việc ủng hộ khủng bố của Qatar, gồm những đơn vị ở Libya, Yemen và những cá nhân ở Qatar, Yemen và Kuwait. Hệ lụy của cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh là gì và các tác động của nó ra sao? Để hiểu rõ hơn về những vấn đề này, chúng tôi hân hạnh có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Trần Bách Hiếu, Phó trưởng Bộ môn Chính trị Quốc tế Đại học học Xã hội và Nhân văn. Xin xin cảm ơn ông đã tới trường quay VTV ngày hôm nay. xin chào. Thưa tiến sĩ Trần Bách Hiếu, được biết đây không phải là lần đầu tiên xảy ra cuộc khủng hoảng ngoại giao tại khu vực vùng vịnh. Vậy ông có thể cho biết những nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc khủng hoảng lần này là gì? cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh đang diễn ra bắt đầu từ ngày 5 tháng 6 năm 2017 chúng ta cũng thấy là đã có nhiều chuyên gia nhiều người đưa ra các cái nguyên nhân để lý giải cho cuộc khủng hoảng này đối với các quốc gia mà thực hiện việc cấm vận phong tỏa về ngoại giao và kinh tế đối với qatar thì họ đưa ra một cái nguyên nhân đó là qatar đã ủng hộ và tài trợ cho các tổ chức mà họ cho rằng đó là những tổ chức khủng bố ví dụ như tổ chức anh em hồi giáo hay là nhóm hamas hay nhóm hezbollah và cả al qaeda và cái is nữa rồi thì các nước này cũng cáo buộc Qatar đã có những cái hoạt động cổ suý truyền thông chống lại chính phủ của nước của họ. À, trong nhiều nguyên nhân thì chúng ta cũng thể thể riêng với cá nhân tôi, quan điểm của tôi thì tôi cho rằng là nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc khủng hoảng ngoại giao hùng vịnh lần này đó là do cái những cái mâu thuẫn gay gắt khó có thể điều hòa giữa Ả Rập Xê Út với Qatar trên nhiều vấn đề, đặc biệt là về vấn đề ngoại giao cụ thể là về vấn đề Iran. Và thực chất mà nói thì chúng ta có thể thấy là với nguyên nhân cụ thể hơn mà nói về, về thực chất ấy, thì đó là cái việc cạnh tranh về quyền lực cạnh tranh ảnh hưởng về vị thế bá chủ ở khu vực Trung Đông cũng như là trong thế giới hồi giáo giữa Ả Rập Xê út, Iran và Qatar và bản thân Ả Rập Xê út thực hiện cùng với liên minh của mình thực hiện cái việc phong tỏa về ngoại giao cũng như kinh tế với Qatar thì chúng ta thấy là có hai cái vấn đề về cạnh tranh quyền lực và ảnh hưởng ở đây một là cạnh tranh về cái vị trí lãnh đạo trong khu vực Trung Đông giữa Ả Rập Xê Út và Iran trong và thứ hai nữa là cạnh tranh trong cái việc treo lái các cái quốc gia theo dòng Sunni giữa Ả Rập Xê Út và Qatar và tất cả những cái nguyên nhân này thì đã khiến Ả Rập Xê Út cùng các nhóm đồng minh của mình đã ra cái uh, lệnh cấm vận về kinh tế cũng như là cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar mà gây ra cái khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh được coi là tồi tệ nhất từ sau khi hội đồng hợp tác vùng vịnh ra đời từ năm 1981 đến nay. Vậy ông đánh giá như thế nào về lập trường của các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng lần này? À, chúng ta theo dõi từ đầu đến giờ, từ ngày 5 tháng 6 cho đến nay, thì có thể thấy lập trường của các bên trong cái sự kiện khủng hoảng về ngoại giao ở vùng vịnh này thì có thể thấy là các bên rất là cứng rắn vâng. và họ có một cái tâm lý gần như là chưa đến cùng ở uh, trong cái thể hiện trong thời gian qua. Các quốc gia mà ra lệnh cấm vận và cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar thì chúng ta thấy là họ thể hiện một cái quan điểm rất đồng nhất và rất đoàn kết và rất nhanh chóng đưa ra các cái quyết định của nhóm mình đối với mọi cái thay, mọi cái câu chuyện phản ứng của Qatar. À, nổi bật thì chúng ta thấy là họ kiên quyết đưa ra cái yêu cầu 13 điểm đối với Qatar để Qatar phải thực hiện để có thể được bình thường hóa quan hệ trở lại đối với các quốc gia này để trở lại cái máy nhà chung cùng với họ và chúng ta cũng thấy được rằng là ở về phía Qatar thì Qatar cũng có những cái phản ứng mang cái tính chất là cũng rất cứng rắn bản thân họ luôn luôn quan niệm là họ không làm gì sai ngay cả cái cáo buộc về về tài trợ khủng bố hay là chống khủng bố thì họ cũng nói rằng là họ không những là không ủng hộ khủng bố mà họ còn tham gia trong liên quân của mỹ trong việc chống khủng bố rồi là các vấn đề liên quan đến nội bộ quốc gia họ thì họ yêu cầu các quốc gia có tôn trọng đối với cái chủ quyền quốc gia của họ thì cho đến nay thì chúng ta thấy là cả hai bên đều có những cái xung đột về về quan điểm rất gay gắt và cái dấu hiệu về hạ nhiệt thì chưa thực sự uh, lộ rõ và tính đến nay thì đã một tháng rưỡi trôi qua thì tình hình khủng hoảng và bất ổn ở khu vực này đang kéo theo nhiều những cái hệ lụy rất là nguy hiểm cho khu vực. Và trong một cái ảnh của khủng hoảng vẫn tiếp tục căng thẳng như vậy thì nhiều nước trong và ngoài khu vực chẳng hạn như là Iran, thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Mỹ và Nga đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Qatar. Vậy thì những động thái ủng hộ Qatar như vậy chứng tỏ điều gì thưa ông và ông đánh giá như thế nào về vai trò của các nước này trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Qatar? À, những cái động thái mà của các quốc gia trong và ngoài khu vực, đặc biệt là các nước lớn nữa, có cái tiếng nói ủng hộ Qatar trong sự kiện khủng hoảng lần này thì chúng ta có thể thấy nó có một số những cái ý nghĩa như sau. Trước hết là cho thấy rằng là cái việc liên minh do đứng đầu là Saudi phát động trong cái việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar và cấm vận kinh tế đối với Qatar ấy, đang thực hiện uh, những cái yếu tố mang tính chất chủ quan mà không nhận được sự ủng hộ của số đông các quốc gia trên thế giới. Ban đầu tuy là có 9 quốc gia cùng 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 là đồng tình trong cái việc gọi là thể hiện uh, là tẩy chay đối với Qatar, ấy. nhưng sau đó chúng ta cũng thấy là không có quốc gia nào tham gia nữa, mà ngày càng nhiều những cái tiếng nói trên thế giới có cái góc độ vừa là trung lập nhưng cũng có những cái góc độ của các quốc gia trong khu vực và ngoài khu vực ủng hộ đối với Qatar cụ thể là đối với trường hợp như thổ nhĩ kỳ và iran thì chúng ta thấy hai quốc gia này là hai cái nước có vị trí rất là đặc biệt trong khu vực trung đông và thường được quan niệm là đối thủ của liên minh các nước ả rập mà đứng đầu là ả rập xê út vâng. thì chúng ta thấy rằng là hơn hết trong cái bối cảnh này khi mà qatar là thành viên của hội đồng hợp tác vùng vịnh cũng như là thành viên của liên minh ả rập đang bị các quốc gia lên án về những công việc liên quan đến đối ngoại của mình rồi là những câu chuyện liên quan đến khu vực an ninh khu vực thì thổ nhĩ kỳ và iran hơn hết muốn qatar à, cùng với mình có một những tiếng nói để chia sẻ đồng thời là kết nối đồng minh có thể trở thành cái làm cho cái liên minh ả rập cũng như là cái hội đồng hợp tác vùng vịnh có những cái dạng nứt để có thể mất đoàn kết để tạo ra cái thế mạnh của mình ở à, hai quốc gia iran và thổ nhĩ kỳ à, và với nga thì chúng ta thấy đây là khu vực có ảnh hưởng truyền thống của nga à, trong thời gian qua thì mỹ đã can thiệp cũng rất là sâu mạnh vào khu vực Trung Đông, đặc biệt là có rất nhiều các quốc gia đồng minh của Mỹ ở khu vực này, thì Nga hơn hết trong cái bối cảnh này cũng rất muốn kết nối thêm những cái đồng minh uh, cho Nga ở khu vực này. Mà Qatar thì đang có một cái vị, có một vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng tại khu vực này. Uh, đối với Mỹ thì tôi có một chút băn quan đối với quốc gia này trong cái việc là có thể hiện tiếng nói ủng hộ đối với qatar thực sự hay vâng, không bởi vì thật ra là có khá nhiều thông tin mâu thuẫn liên quan đến hành động của mỹ chính xác. vừa rồi ừ. thì mỹ cáo buộc chính uae là nước đã có phần khơi mào cho cuộc khủng hoảng tại khu vực hùng vịnh Đúng nhưng rồi. là cũng chính mỹ đã cáo buộc qatar và hiện vẫn đang có những hành động tài trợ cho khủng bố vì vậy thông tin rất là mâu thuẫn chính xác vâng riêng về với mỹ thì có lẽ chúng ta thấy là trong suốt cái thời gian mà diễn ra cuộc khủng hoảng vừa qua thì mỹ đã thể hiện những lập trường không nhất quán vâng. đặc biệt là từ quan điểm của tổng thống donald trump trong cái uh, chuyến thăm đến Riyadh ngày 20, 21 tháng 5, rồi những cái cáo buộc của ông có liên quan đến Iran và Qatar là bảo trợ, bảo hộ cho, yểm trợ cho, cho, cho chủ nghĩa khủng bố, rồi là hoạt động ngoại giao quan thoi gần đây của uh, ngoại, bộ Ngoại trưởng Rex Tillerson thì lại cho thấy rằng là có những cái động thái rất là mềm dẻo với Qatar chứ không phải là giống như cái quan điểm ban đầu cứng rắn uh, của Tổng thống Donald Trump và riêng đối với cái khủng hoảng vùng Vịnh lần này đối với quan điểm của Mỹ và hành động của Mỹ thì có lẽ chúng ta cần thêm thời gian để có thể đánh giá thực chất Mỹ ủng hộ chủ thể nào, quốc gia nào ở khu vực này và những cái điều mà Mỹ thực sự hy vọng hay những cái lợi ích có thể đạt được sau cái khủng hoảng này là gì thì có lẽ chúng ta cần phải thêm thời gian để đánh giá về Mỹ. Như tiến sĩ Trần Bách Hiếu vừa đề cập thì cuộc khủng hoảng giữa Qatar và các nước láng giềng được xem là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong khu vực kể từ năm 1981, thời điểm thành lập hội đồng hợp tác vùng vịnh. GCC. Sau đó những diễn biến của cuộc khủng hoảng này đã và đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Sau gần 2 tháng tiếp diễn, cuộc khủng hoảng ngoại giao tại vùng vịnh hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, gây ra tác động không nhỏ đến người dân và nền kinh tế các quốc gia liên quan. Ban đầu chúng tôi không nghĩ sự việc lại diễn biến theo chiều hướng xấu như hiện nay. Mọi thứ giờ đây giống như một cơn ác mộng vậy. Với đi lại của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Về đầu tư quốc tế và dòng tiền chảy vào hội đồng tương tác vùng vịnh GCC, đặc biệt là thị trường chứng khoán, tất cả các nước đều bị ảnh hưởng về mặt kinh tế, bởi vì các nhà đầu tư quốc tế coi cả năm quốc gia này là một khu kinh tế. Nếu bất cứ nước nào trong khu vực bị ảnh hưởng, toàn bộ khu vực cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tôi nghĩ là với một cái đám bùng nhùng về các sự khác biệt và đối lập về mặt lợi ích chính trị của bản thân các nước đó cũng như là của các cường quốc mà có lợi ích ở đấy nữa thì tôi nghĩ là nó chưa thể kết thúc được. Giới phân tích cho rằng, đối thoại là giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề căng thẳng ngoại giao giữa bốn quốc gia vùng Vịnh và Qatar. Điều cốt yếu ở đây là đối thoại. Tất cả các quốc gia chỉ có thể giải quyết các vấn đề của họ thông qua trao đổi thông tin và đối thoại, thay vì có một động thái gây gia tăng căng thẳng. Không cần thiết phải tìm ra một giải pháp 100% để khôi phục y nguyên hiện trạng như trước đây. Điều quan trọng là các bên cần phải giữ sự kết nối, cần xây dựng một mô hình quan hệ mới. Các bên nên cố gắng thỏa hiệp cũng như thử tìm ra một cách thức mới để hợp tác với nhau. Trong khi đó, theo giảng viên chính trị và các vấn đề quốc tế Sameh CH tại Viện Nghiên cứu Doha, cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh cho dù được giải quyết cũng vẫn gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự tin cậy và hợp tác giữa các bên liên quan trong tương lai. Các quốc gia đang đưa ra những giải pháp tạm thời. Tuy nhiên về dài hạn vẫn có những hậu quả. Theo tôi, sự hợp tác trong Hội đồng vùng vịnh GCC sẽ không còn mạnh mẽ giống như trước, bởi Qatar sẽ không bao giờ tin tưởng Ả Rập Xế Út hay UAE như trước đây nữa. Thưa tiến sĩ Trần Bách Hiếu, theo nhận định của ông thì ai sẽ là đối tượng chịu thiệt hại nhiều nhất trong cuộc khủng hoảng vùng vịnh lần này và mức độ thiệt hại sẽ như thế nào? Ờ, trong cuộc khủng hoảng uh, vùng vịnh lần này thì có lẽ là các bên tham gia đều chịu thiệt hại nhưng có lẽ thiệt hại nhất chắc là Qatar bởi vì Qatar trực tiếp là chịu cái uh, bao vây của các liên minh của liên minh các quốc gia mà đứng đầu là Ả Rập Út, các quốc gia mà trước đó có mối quan hệ bạn hàng rất là khăng khít đối với Qatar thì chúng ta thấy ngay sau khi mà khủng hoảng xảy ra thì những cái vấn đề mà có thể gây ra tổn hại đến lợi ích quốc gia của Qatar đã hiện hiện hữu luôn sau đó là các vấn đề liên quan đến lương thực thực phẩm bởi vì quốc gia này là quốc gia chủ yếu gần như là 100% là họ nhập lương thực thực phẩm từ bên ngoài. Thứ hai nữa là thị trường chứng khoán của Qatar cũng đã có những cái chỉ số giảm sút. Rồi bên cạnh đó là niềm tin của các nhà đầu tư. Câu chuyện này là câu chuyện có thể là diễn ra chung đối với tất cả các quốc gia trong khu vực khi khủng hoảng ở uh, vùng vịnh đang diễn ra và nếu thời gian tiếp tới diễn ra thì ngay cả các quốc gia thể hiện thực hiện cái lệnh cấm vận ở cái việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar chắc chắn cũng sẽ chịu thiệt hại cùng với Qatar bởi vì khu vực bất ổn thì các nhà đầu tư sẽ thoái vốn rút vốn rồi là mất niềm tin trong giới đầu tư các câu chuyện liên quan đến xuất nhập khẩu và bạn hàng thân thiết giữa các quốc gia này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của các quốc gia hơn cả nữa là các vấn đề chính trị bất ổn này thì nó sẽ tạo ra cái vấn đề niềm tin trong khu vực là giảm sút rất mạnh Qatar thì có người chúng ta có thể dự đoán chắc chắn rằng là nền kinh tế của Qatar năm nay sẽ không có cái tăng trưởng mạnh đặc biệt là kể cả trong đồi bà năm tới đối với cái tình hình hiện nay của khu vực trong cái bối cảnh hiện nay và rõ ràng là ngay cả ảnh hưởng chung đến cái các cái đường lối ngoại giao của Qatar và các quốc gia trong khu vực cũng bị ảnh hưởng rất là sâu mạnh sau cái đợt này và rõ ràng là cái thiệt hại của khủng hoảng uh, ngoại giao vùng vịnh này nó đang bao trùm cả khu vực Trung Đông nó làm khu vực này trong cái tương lai gần sẽ có những cái đã bất ổn rồi thì càng bất ổn hơn thì cái vấn đề về phát triển chung của các quốc gia tôi nghĩ là sẽ là một cái bức tranh không phải là sáng màu vâng. hiện tại thì có nhiều quan điểm, có ý kiến thì cho rằng là cuộc khủng hoảng vùng vịnh này sẽ nhanh chóng kết thúc tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng nó sẽ còn kéo dài lâu hơn nữa vậy thì ông có thiên về một cái ý kiến cụ thể nào hay không và vì sao à, cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh lần này nếu mà so với cái cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh vào năm 2014 thì chúng ta thấy là cái mức độ của nó và tính chất của nó phức tạp hơn rất nhiều nếu như cuộc khủng hoảng ngoại giao năm 2014 ấy, thì chỉ sau 2 đến 3 tuần sau khi mà các quốc gia trong liên minh mới đứng đầu rút, rút đại sứ từ Doha về thì sau 2 3 tuần đã có tín hiệu rất là tốt đẹp trong cái việc là có thể ngồi lại để đàm phán để có thể ở bình thường hóa về quan hệ trở lại giữa các quốc gia đang có mâu thuẫn với nhau. Thế nhưng cái đợt này thì chúng ta thấy rằng là số lượng các quốc gia tham gia vào trong cái cuộc khủng hoảng vùng ngoại giao vùng vịnh lần này là đông hơn rất nhiều ngay cái ngày đầu tiên thì chín nước đã nước. ra cái quyết định là cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar rồi và chúng ta cũng thấy một điều là nếu như cái thời gian 2004 ấy thì thông tin chủ yếu là trong lòng các quốc gia này với nhau thôi nhưng mà nay thì cả làng cả thế giới đều đều biết hết rồi và hai nữa là cái sự can dự và tham gia của Iran và thổ nhĩ kỳ là yếu tố rất đặc biệt trong cái khủng hoảng lần này và nó kéo theo rất nhiều lợi ích chung của các cái quốc gia cần phải có điều chỉnh và rất phức tạp đặc biệt nữa là sau khi mà hai cái thỏa thuận ký thỏa thuận Riyadh 2013 và 2014 công bố thì tình hình hiện nay trong cái bức tranh hiện nay có thể thấy là phức tạp hơn rất nhiều so với cái khủng hoảng ngoại giao năm 2014. Còn quan điểm cá nhân của tôi ấy, thì cái giải pháp cho tháo gỡ cho cái cuộc khủng hoảng lần này chắc chắn là sẽ diễn ra nhưng trong thời gian gần thì rất khó. Chắc chắn là không nằm trong khoảng 8-9 tháng giải quyết như cái hồi khủng hoảng ngoại giao của năm 2014. Vâng. Theo ông cuộc khủng hoảng này đã tác động như thế nào đến tình hình của khu vực cũng như thế giới ạ? Cuộc khủng hoảng này có tác động vô cùng lớn đến với khu vực và thế giới, đặc biệt là khu vực Trung Đông hiện nay. À. Chúng ta thấy là khi một loạt các quốc gia cơ bản trong khu vực có những căng thẳng về ngoại giao như này, thì chúng ta đã thấy là đây là khu vực đã đã được coi là điểm nóng của thế giới, Để có thể nói là nóng nhất của thế giới. Thì nay lại càng nóng hơn những cái bất ổn không phải chỉ là câu chuyện về quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia với nhau mà chúng ta thấy là nó sẽ dẫn đến các vấn đề về khủng hoảng cả về chính trị khủng hoảng cả về kinh tế giữa các quốc gia này với nhau và cái bức tranh chung ở khu vực này nó ảnh hưởng đến cả thế giới chúng ta thấy là thế giới là một cả là một hệ thống một khu vực mà có vị trí chiến lược quan trọng như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng chung đến cái bàn cờ chính trị của thế giới trước hết thì chúng ta thấy là ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của thế giới Khu vực này là có một phần ba trữ lượng dầu mỏ của thế giới và khí đốt cũng chiếm phần lớn trên thế giới. Thì nếu càng căng thẳng chỉ trong một thời gian ngắn mà điều hòa được thì đối với an ninh năng lượng, đối với thế giới thì chưa bị tác động nhiều. Nhưng nếu kéo dài thêm thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến an ninh năng lượng thế giới. Giá dầu sẽ tăng, giá khí đốt sẽ tăng và sẽ lôi theo là rất nhiều các quốc gia ở các khu vực khác nhau trên thế giới sẽ có những quan điểm để thực sự tác động đến cái khủng hoảng của khu vực này và một cái điều nữa đối với cái ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng lần này đối với thế giới là chúng ta có thể thấy là trong một cái khu vực mà có vị trí chiến lược có rất nhiều các cái quốc gia có tiếng nói quan trọng trong cái bàn cờ chính trị thế giới đang bất ổn như thế này thì những cái người, chúng ta cũng đặt cái vấn đề là sẽ dẫn đến một cái gọi tình trạng đục nước béo cò giữa các quốc gia khác ở ngoài khu vực đối với khu vực này và hy vọng là trong thời gian tới các quốc gia này sẽ sớm tìm ra được cái giải pháp để có thể tháo gỡ cái căng thẳng tại cuộc khủng hoảng này vì hòa bình và sự tiến bộ cũng như là lợi ích không phải chỉ các quốc gia mà có chung cho cả thế giới. À, vâng, rất cảm ơn ông về phần phân tích bình luận trong chương trình ngày hôm nay một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian cho VTV. À, xin cảm ơn. Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh sẽ hạ nhiệt hay tiếp tục leo thang trong thời gian tới? Câu trả lời phụ thuộc vào tất cả các bên liên quan cũng như những tác động từ những nước đóng vai trò trung gian hòa giải. Một điều chắc chắn rằng nếu như không được nhanh chóng giải quyết thì tình hình chính trị ngoại giao tại khu vực điểm nóng Trung Đông và Bắc Phi này sẽ càng trở nên phức tạp và khó lường. Đến đây thì chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.